chương 151, sinh tử kiếm, rời đi. Mặt Vấn thoáng nhìn Ngọc Giảng trong tay, hắn không để ý đến đám đệ tử linh dục kiếm tông đang chỉ rõ xung quanh mà quay người rời khỏi núi Thiên Ma. Quay trở lại núi Tiểu Nam, chỉ sau khi đã tiến vào kiếm trận thiên huyển linh thủy, mặt Vấn mới có thể thả lỏng tinh thần, nội thương trong cơ thể hắn cuối cùng đã không còn chịu sự áp chế mà bộc phát trở lại, vết thương vừa mới khép miệng không lâu chợt nứt toát, từng dòng cương khí nhỏ li ti theo đó tràn ra ngoài. Sư huynh, huynh sao vậy? Trông thấy toàn thân mặt vấn máu me đầm đìa, A Tú sợ tới mức trắng bệt mặt mũi. Thủ hộ ở bên ngoài, nếu ta chưa ra ngoài thì không được quấy rầy. Mặt vấn nặng nhọc nói một câu, sau đó lão đảo bước vào nhà gỗ, đóng cửa phòng lại. A Tú nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ, đôi môi cắn chặt lại, lẳng lặng ôm kiếm thủ hộ bên ngoài. Thời gian dần trôi, mặt trời đã khuất bóng nhưng bên trong căn nhà gỗ vẫn im ắng như trước a tú vì lo lắng cho thương thế của sư huynh nên không dám tùy tiện rời đi cứ ôm kiếm như vậy mà đợi ở bên ngoài trọn một đêm sáng sớm ngày thứ ngày cánh cửa gỗ hé mở mặt vấn bước ra trên người là một bộ trường bào xanh đen sạch sẽ chỉ là sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hai bên tóc mai đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc sư huynh huynh không sao chứ A Tú cuốn quyết đứng lên, nhưng do khí huyết không được lưu thông nên thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Mạc Vấn vương tay đỡ lấy cánh tay thị, đợi đến khi thị giữ được thăng bằng mới khẽ nói, hãy nghỉ ngơi đi, bữa sáng để sau hãy làm. Cánh tay bị Mạc Vấn nắm chặt, hai má thị chợt đỏ bừng, con tim đập liên hồi như trống, thị không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ khẽ vâng một tiếng rồi chạy ù về phòng của mình. Mạc Vấn bước ra giữa sân, hắn nhìn xuống cánh tay phải của mình thử làm một vài động tác, đôi lông mày chợt nhíu chặt lại. Ninh ức mộng nói không sai, mệnh nguyên lực quả đúng là con dao hai lưỡi, vừa hại người lại vừa hại mình. Đêm qua vì điều trị thương thể trên cơ thể do cương khí gây ra, hắn đã phải sử dụng đến một lượng lớn mệnh nguyên lực, tuy nói mệnh tuyền sẽ liên tục bổ sung không ngừng mệnh nguyên lực, nhưng rõ ràng hắn đã cảm giác được mệnh tuyền đang dần chảy chậm hơn, có thể nói mệnh tuyền cũng không phải vô hạn không bao giờ hết. Ngọc giảng mà Phương Nhu đưa cho hắn có ghi chép một loại linh đan giúp kéo dài thọ nguyên, có lẽ linh đan này sẽ có ích đối với việc tu luyện mệnh nguyên. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn càng quyết tâm phải học tập thuật luyện đan, hiện giờ hắn đã suy diễn được ba thành thủy diễm luyện đan quyết, có lẽ chỉ độ một tháng nữa thôi hắn sẽ có thể hoàn toàn suy diễn ra phương pháp dùng mệnh nguyên lực thay thể cho kiếm khí hệ thủy. Thời gian chính là thứ mình cần nhất lúc này. Đúng lúc này, kiếm trận thiên huyễn linh thủy ở bên ngoài chợt vang lên một tiếng chấp pháp điện ngoại môn núi tiểu hiên có lệnh đệ tử ký danh núi tiểu hiên mạc vấn nhận lệnh trong giọng nói trung khí hùng hậu hàm ẩn kiếm khí tu vi người này tuyệt đối không dưới kiếm mạch sơ kỳ mạc vấn nhíu mày tay phải vung lên sương mù từ kiếm trận thiên huyễn linh thủy chậm rãi tản ra sau đó một linh kiếm sư trong tay cầm lệnh bài hình thanh kiếm dài độ nửa xích đi tới người này mặc kiếm bào xanh đen, bên hông thắt một sợi dây lưng làm từ lụa màu đỏ, đó chính là dấu hiệu của đệ tử chấp sự. Tại Linh Dục Kiếm Tông, ngoại môn đệ tử trước 45 tuổi mà Tu Vi chưa đột phá đến kiếm mạch trung kỳ sẽ tự động được phong thành đệ tử chấp sự ngoại môn, phụ giúp trưởng lão ngoại môn xử lý công việc bên ngoài. Ngươi là Mạc Vấn. Khuôn mặt tên đệ tử chấp sự của chấp pháp điện này không lộ cảm xúc. Giọng nói lạnh như băng đúng vậy, Mạc Vấn nhạt giọng nói. Tên đệ tử chấp sự kia cười lạnh một tiếng, kiếm lệnh trong tay vung lên, ánh sáng chói lòa chợt xuất hiến, từng ký tự vừa mới xuất hiện trên không trung dần hợp thành một hàng chữ. Qua điều tra, đệ tử ký danh núi Tiểu Hiên Mạc Vấn, nhập môn tròn 3 năm, lười biến thành tính, một không chịu lao động. Hai không hoàn thành nghĩa vụ đệ tử, quả thật là sự sỉ nhục của núi Tiểu Hiên, thông qua quyết định của chấp pháp điện ngoại môn núi Tiểu Hiên, ngay trong ngày phế trừ thân phận đệ tử ký danh, thu hồi danh bài đệ tử, hạn trong ba ngày phải rời khỏi sơn môn. Cả đời không được bước chân vào linh dục kiếm tông một bước. Vân lệnh. Mạc Vấn, giao danh bài đệ tử ra đây. Tên đệ tử chấp sự kia mặt không cảm xúc, thái độ lạnh lùng. Không được. Giọng nữ lạnh lót từ trong nhà gỗ truyền ra, A Tú chẳng biết từ khi nào đã đi ra khỏi phòng, chạy nhanh tới bên Mạc Vấn, thị trừng mắt quán giận nhìn tên đệ tử chấp sự kia, không thể như vậy được. Sư huynh mạc vấn hôn mê 3 năm, không cần làm công việc lao động của đệ tử ký danh, cũng không cần làm những nhiệm vụ khác, những điều này đã được tư lý điện cho phép. Hừ. Tên đệ tử chấp sự kia lên giọng, việc này không liên quan đến ta. Có thắc mắc gì các ngươi có thể lên chấp pháp điện giải quyết, ta chỉ phụ trách việc truyền đạt mệnh lệnh. Các ngươi, các ngươi thật ép người quá đáng. A Tú dẫm chân tức tối, nhưng bởi tính cách của thị vốn dĩ đã như vậy, nên tất nhiên sẽ không nói ra điều gì khó nghe. Mạc Vấn vỗ nhẹ vai A Tú, ra hiệu cho thị an lòng, hắn tháo chiếc danh bài đệ tử từ bên hông xuống rồi ném ra. Tên đệ tử chấp sự kia đón lấy, sau khi kiểm tra qua liền xác định danh bài này không có vấn đề gì, gã ném kiếm lệnh xuống dưới chân Mạc Vấn, đây là kiếm lệnh của chấp pháp điên, nội trong ba ngày ngươi có thể tùy ý ra vào sơn môn, nếu sau ba ngày vẫn không rời khỏi đây, ngươi tất sẽ bị coi là gian tế lẻn vào đây, bất kỳ đệ tử nào cũng thể giết ngươi ngay tại chỗ. Nói xong, gã quay mình rời đi, thoáng cái đã biến mất dưới chân núi. Sư huynh, vì sao huynh lại nhận lệnh chứ? A à, tú lúc này bất chấp sự tôn kính thường ngày với mặt vấn nữa, nửa tức giận nửa lo lắng nói. Mạc Vấn nhìn thị, khẽ cười, ta có thể không nhận lệnh được hay sao? chúng ta có thể lên chấp pháp điện lý luận. Còn cả tư lý điện nữa, sao bọn họ lại có thể nói mà không giữ lời như vậy? Đúng rồi. Còn oánh sư tỷ nữa. Oánh sư tỷ rời núi chấp hành nhiệm vụ, hiện giờ chắc cũng đã trở về rồi, sư tỷ nhất định sẽ giúp chúng ta. Mạc Vấn lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu A Tú, ánh mặt trở nên sâu sắc. A Tú, ngươi không hiểu rồi, linh dục kiếm tông không phải là nơi cho chúng ta sống yên ổn, hiện giờ có thể miễn cưỡng ở lại, nhưng tương lai bọn họ sẽ còn nhiều biện pháp bức bách ta phải rời khỏi đây. Chúng ta quá yếu. Thế nhưng, nhưng, sư huynh đi rồi, A Tú phải làm sao bây giờ? Đôi mắt A Tú ẩn ẩn nước, thân hình không biết có phải do sợ hãi hay không mà rung lên nhẹ nhẹ. Mạc Vấn dịu giọng nói, không có việc gì đâu, sau khi ta rời khỏi đây sẽ không có người nào gây khó dễ cho ngươi cả ngươi cứ an tâm coi giữ nơi này, đợi nguyệt ảnh xuất quan thì nói cho nàng biết mọi việc, dặn nàng đừng lo lắng. Ta sẽ trở lại, sẽ không lâu đâu. A tú khẽ gật đầu, không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống. Mặt vấn thở dài, ngươi phải cố gắng tu luyện, dựa vào tư chất của ngươi thì có lẽ sẽ nhanh chóng trút cơ thôi. Trước khi rời khỏi đây ta sẽ truyền thức dung vân hóa băng quyết tiếp theo trong đại vân vũ kiếm quyết cho ngươi, thực lực của ngươi phải cao hơn thì mới có thể trợ giúp cho nguyệt ảnh a tú cố gắng gật gật cái đầu sư huynh huynh an tâm ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện đêm xuống mạc vấn đang nhìn vào kiếm đồ địa từ trọng nguyên trên bàn hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi đây ngươi định thế nào thân ảnh lam hiện lên từ trong kiếm đồ thần thái trước sau như một vẫn lạnh lùng như vậy ta đã ở đây đến phát chán rồi ta sẽ đi cùng người rời khỏi đây cùng ta rời khỏi đây vì sao vậy bản thể ta chỉ là một bộ kiếm đồ lại không trọn vẹn đầy đủ, trước khi khôi phục được toàn bộ sức mạnh ta không có khả năng tồn tại độc lập, phải tìm một chốn để tạm thời nương thân. Ở đây ta không quen biết ai, hơn nữa ta cũng không tin tưởng những người khác, vậy ngươi chính là lựa chọn tốt nhất của ta. Hiện giờ ta nay đây mai đó, chưa xong bữa sáng đã phải lo đến bữa chiều, người đi theo ta cũng không có gì tốt đẹp cả. Lam khẽ cười lạnh, đó chỉ là chuyện vặt vảnh, vậy ta sẽ cùng giao dịch với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng được ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề trong lúc thích hợp giao dịch ngươi muốn giao dịch thứ gì mặt vấn lại lùng hỏi ta cần đá địa nguyên một lượng lớn đá địa nguyên bổ sung vào kiếm đồ chỉ cần ngươi có thể đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ đá địa nguyên cho ta ta sẽ tạm thời đi cùng với ngươi đá địa nguyên mặt vấn trầm ngâm đá đại nguyên là tài liệu xỉu phẩm nhất giai Khó có khả năng gặp được ở nước triệu, nhưng bên trong đế quốc tử vân của tử vân tinh các có lẽ sẽ không khó tìm được. Sau khi rời khỏi linh dục kiếm tông hắn có thể dễ dàng dùng linh dược trao đổi trên các chợ công cộng. Muốn thế điều kiện tiên quyết là phải tìm được một tấm bản đồ thật chi tiết. Ta có thể đáp ứng cho ngươi. Trong thời gian ba ngày, Mạc Vấn không rời khỏi núi Tiểu Nam. Hắn ra sức tìm hiểu kiếm pháp dùng mệnh nguyên lực làm cơ sở mà ninh ước mộng đưa cho nói là kiếm pháp mà không phải là kiếm thức, là do kiếm pháp này không có chiêu thức rõ ràng, mà là đây là phương pháp sử dụng kiếm phóng xuất ra sức mạnh của mệnh nguyên lực, quy lực của nó cực kỳ to lớn, hơn nữa cái tên lại vô cùng phù hợp với đặc tính, sinh tử kiếm. Sinh tử kiếm chém ra, nghịch chuyển sinh tử, dùng mệnh nguyện lực của bản thân làm vật dẫn rút lấy sức sống của vạn vật mà hòa trộn vào bên trong sinh tử kiếm, có thể tiêu diệt vạn vật, quy lực của nó dựa vào lượng sức sống hấp thu từ vạn vật mà quyết định. Kiếm pháp như vậy có thể nói là đi ngược lẽ trời, chỉ là mọi thứ đều song hành hai mặt lợi hại. Hao tổn mệnh nguyên lực khi thi triển kiếm pháp này vô cùng đáng sợ, theo tính toán của Mạc Vấn. Dựa vào mệnh nguyên lực của hắn hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng phát ra ba kiếm, nhiều hơn ba kiếm chắc chắn sẽ làm cho mệnh nguyên khô kiệt. Sinh tử kiếm Đây chính là một đại sát chiêu, chỉ là ảnh hưởng của nó lên mệnh tuyền lại quá lớn, phải hạn chế sử dụng. Hơn nữa, kiếm pháp này cũng có một điểm yếu rõ ràng, sinh tử kiếm đã chém ra là không thể khống chế. Ngoài ra kiếm này còn có thể rút sức sống từ vạn vật mà bổ sung cho sức mạnh bản thân, vậy nó có thể bổ sung sức sống vạn vật vào trong mệnh nguyên lực của mình không đây? Ý nghĩ này vừa lóe lên, tâm trạng mạc vấn không kiếm chế được mà nảy lên một nhịp, nếu như phương pháp này có thể thực hiện được vậy sau này hắn không còn phải lo lắng về việc mệnh nguyên lực khô cạn nữa. Hơn nữa điều này so với chuyện sử dụng mệnh nguyên lực của bản thân thì dễ dàng hơn rất nhiều. Việc tu luyện mệnh nguyên lực tới tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tuy ý tưởng đã có, nhưng thực hiện lại không dễ dàng như vậy. Mạc Vấn tập trung suy diễn một ngày một đêm nhưng vẫn không có đầu mối, tạp chất trong sức sống từ vạn vất quá nhiều. Hơn nữa lại không thuần chất như của loài người, nếu như trực tiếp hấp thu chỉ sợ không những không thể hỗ trợ cho mệnh nguyên lực của bản thân mà còn làm ô uế mệnh nguyên lực cái chết đến càng nhanh hơn mạc vấn đành phải bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua việc này thật ra thức kiếm pháp này là do một vị linh kiếm sư có tình cảnh giống như mạc vấn hiện giờ sáng tạo ra mục đích của vị này cũng là hấp thu sức sống từ vạn vật trong trời đất bồi bổ cơ thể nhưng dành cả một đời cũng không thể hoàn thành được việc này mà kết quả lại sáng tạo ra một thức kiếm pháp quả thật không biết phải nên vui hay nên buồn đây. Ba ngày sau, Mạc Vấn lấy từ trong kiếm nang ra nửa số linh đan, khoảng chừng hơn 30 bình, từ hạ phẩm nhất giai dưỡng khí đan, dịch kinh đan cho đến thượng phẩm nhất giai bồi khí đan, tẩy tủy đan, cần thứ gì cũng đều có, tất cả đan dược này đều do hắn chém giết đệ tử các kiếm môn ở nước triệu đoạt được. Có những thứ này, A Tú có thể tu luyện tới ngoài cảnh giới kiếm mạch trung kỳ mà không cần lo lắng về đan dược cuối cùng Mạc Vấn để lại 10 viên linh thạch nhất giai hệ thủy rồi mới rời đi. Chương 152, Thợ săn và con mồi. Một đạo kiếm quang rơi xuống bên ngoài sơn môn linh dục kiếm tông. Một bà lão tóc bạc khuôn mặt hồng hào hiện ra. Nhìn thấy bà lão này, bốn gã đệ tử trong giữ sơn môn lập tức tiến lên cung kính hành lễ, bái kiến từ trưởng lão. Từ Huệ gật đầu một cái, thẳng đường xuyên qua sơn môn về hướng động phủ của mình trên ngọn núi trở lại động phủ bốn thiếu nữ cấp độ dưỡng kiếm chỉnh tề quỳ gối cung nên sư thúc tổ từ huệ ngồi thẳng tại vị trí chủ tọa đi mời phương trưởng lão đường trưởng lão hà trưởng lão đến đây nghị sự vâng bốn gã thiếu nữ lên tiếng rồi rời khỏi động phủ sau một canh giờ một trận cười sảng khoái từ ngoài động vọng vào tam trưởng lão đi một mạch nửa năm làm cho lão phu nhớ mãi một lão già râu tóc bạc trắng bước nhanh vào sau lưng còn có một nữ một nam. Ba người đều là tu vi cảnh giới kiếm cương, lão già đi đầu có thực lực kiếm cương hậu kỳ. Sau khi bốn người bước vào ngồi trên ghế đá thì lại có hơn 10 người kiếm mạch kỳ linh kiếm sư nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều mặc trang phục của đệ tử nội môn linh dục kiếm tông. Tham kiến tam trưởng lão. Hơn 10 người đệ tử tiến tới hành lễ với từ huệ. Từ huệ vẫy tay, miễn lễ, hãy nhớ kỹ, Nơi này không phải là dục kiếm môn của chúng ta, gọi ta là từ trưởng lão là được. Không nên để người khác chỉ trích. Vâng, từ trưởng lão. Hơn 10 người đệ tử lại hành lễ, mới lui về đứng ở phía sau bốn trưởng lão kiếm cương. "Từ trưởng lão, chuyến đi đến Quán Sơn lần này thuận lợi chứ?" Lão giả kiếm cương hậu kỳ dò hỏi. Từ Huệ nói, "Sự việc đã được giải quyết, tuy nhiên tốt nhất vẫn nên tăng thêm hai gã đệ tử nội môn đến trước trông coi." tăng cường khống chế, để tránh sai lầm. Vị trưởng lão kiếm cương hậu kỳ kia nhẹ gật đầu, có lý, hai ngày nữa ta sẽ đi an bài, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lần này đi liền nửa năm thật cực khổ cho ngươi quá. Đều là làm việc cho kiếm môn, đừng nói chuyện cực khổ, đa tạ phương trưởng lão lo lắng. Từ huệ thách khí một chút, sau đó dò hỏi, những ngày ta đi, tông môn tại đây có chuyện gì xảy ra không? Hơn 10 người đệ tử đều trở nên căng thẳng. Phương trưởng lão thở dài, có chút biến cố, La Ngọc Tiêu là cháu ruột của Thái thượng trưởng lão núi Yên Hà không biết tại sao mà coi trọng Nguyệt Ảnh, muốn cùng Nguyệt Ảnh kết làm đạo lữ. Đầu tiên từ huệ giật mình, sau đó khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, vô liêm sỉ. Một tên dâm tặc mà cũng muốn chiếm hữu Nguyệt Nhi. Núi Yên Hà khinh người quá đáng. Từ trưởng lão, việc này chỉ là chủ ý bản thân La Ngọc, không có liên quan tới thượng tầng của Yên Hà phong, đừng vơ đổ cả nắm lão già kiếm cương sơ kỳ ngồi cùng giải thích. Hừ, nếu là không có người phía trên cho phép, một tiểu bối sao dám làm càng như vậy? Nguyệt Nhi đâu? Nguyệt Nhi ở đâu? Để cho nó chuyển vào động phủ của ta, ta còn muốn xem xem ai dám đến chỗ của ta đòi người. Từ Huệ tức giận hừ một tiếng, linh áp của kiếm cương hậu kỳ trong cơ thể xuất ra, tu vi kiếm cương trung kỳ của bà đã tiến thêm một bước, tiến nhập cấp độ kiếm cương hậu kỳ. Phương trưởng lão vội hỏi, từ trưởng lão xin bớt giận. Chúng ta tất nhiên sẽ không để Nguyệt ảnh phải chịu cực khổ, ngươi yên tâm đi, nửa tháng trước ta đã cho Nguyệt ảnh bế tử quan, không đến kiếm mạch viên mãn tuyệt không xuất quan, La Ngọc Tiêu cũng đành chịu thôi. Tâm tình từ Huệ kích động thoáng cái bình phục lại, nhẹ gật đầu, được rồi, có thể xem là một biện pháp tốt. Thế nhưng đây cũng không phải là một kế lâu dài, chờ Nguyệt Nhi xuất quan, ai? Từ Huệ lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Tình thế hiện nay thế nào mà bà không rõ? Dục kiếm môn tại linh dục kiếm tông vẫn không có căn cơ, cũng không có chỗ dựa cứng cỏi nên bị người xa lánh. Các núi đều hận không thể cắt vụn nó ra chia nhau. Tiếp tục như vậy, dục kiếm môn sớm muộn gì sẽ biến mất hoàn toàn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ đợi đại trưởng lão và trưởng giáo, hai người bọn họ chỉ cần có một người đột phá kiếm nguyên thì mới có thể phá được thế cục hiện giờ. Thế nhưng, hai người đều đã bế quan hơn 3 năm, đến giờ vẫn không có động tĩnh, không biết là thành công hay thất bại. Từ trưởng lão, bà lão kiếm mạch sơ kỳ đột nhiên khúng núng mà nói, kỳ thật, nguyệt ảnh gã cho La Ngọc Tiêu cũng vẫn có thể xem là một biện pháp, như vậy chúng ta có thể kết minh với núi Yên Hà. Từ Huệ biến sắc, ánh mắt sắc nhọn mãnh liệt nhìn chầm chầm vào lão phụ kia lão phụ kia bị ánh mắt này nhìn chầm chầm nên những lời nói phía sau đều không nói ra được bèn cuốn quyết cúi đầu xuống. Từ Huệ hít mắt như có suy nghĩ, ánh mắt bà hơi đổi nhìn qua từng khuôn mặt hai vị trưởng lão khác. Hai vị trưởng lão kia đều cục mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như cái gì cũng không nghe thấy. Sắc mặt của bà đột nhiên trở nên tái nhợt, hay. Hay lắm. Thân thể bỗng kịch liệt run rẩy, Từ Huệ nhắm mắt lại, các ngươi đều đi đi. Ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi." Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Đồng loạt đứng dậy xá từ huệ một cái rồi thối lui ra khỏi động phủ. Hơn 10 đệ tử nội môn cùng theo ra, chỉ có hai nữ đệ tử lưu lại. Hai người đều có tu vi kiếm mạch trung kỳ, chờ tất cả mọi người lui ra ngoài, lập tức đi đến trước chỗ Từ Huệ ngồi quỳ xuống. Từ Huệ mở to mắt, nhìn hai đệ tử của mình một cái, sắc mặt càng thêm âm lãnh, nói: ta muốn nghe chân tướng của sự tình. Toàn thân hai nữ đệ tử rung lên, nằm úp sát mặt đất, sư tôn, chuyện không khác những gì phương trưởng lão nói, thế nhưng không phải sư muội Nguyệt Nhi bị mấy người phương trưởng lão khuyên nhủ bế quan. Mà là, mà là tự mình bế quan. Từ huệ như bị rút sạch tất cả khí lực. Dù bản thân đã có suy đoán, nhưng về sau chứng thực quả đúng là như vậy. Chậm rãi nhắm mắt lại, từ huệ lại như là già thêm 10 tuổi, Tiếp đến đột nhiên bà ta nghĩ đến điều gì bèn vụt đứng dậy, mặt vấn ở núi Tiểu Nam như thế nào rồi. Một đệ tử bẩm báo, hồi bẩm sư tôn, mấy ngày trước mặt vấn sư đệ bị điện chấp pháp ngoại môn của núi Tiểu Hiên phế bỏ thân phận đệ tử, hiện giờ, hiện giờ có lẽ đã đã rời khỏi tông môn. Cái gì? Từ Huệ ngẩn cả người. Bà ta ngây người thật lâu rồi vô lực ngồi trở lại ghế, mà thôi mà thôi. Một đám người thiển cận, thật sự là trời muốn diệt dục kiếm môn ta rồi nhất thời từ huệ cảm thấy rã rời lúc mặt vấn rời đi có ai để ý không sư tôn nửa tháng trước mặt vấn sư đệ đã tỉnh lại nghe nói toàn thân đã phục hồi hoàn toàn hắn tự mình rời khỏi tông môn đấy đã tỉnh lại hả từ huệ giật mình tiếp đến thì biến sắc không tốt hắn bỏ đi lúc nào đi hướng nào đã hai ngày rồi lúc hắn bỏ đi đệ tử âm thầm bám theo thì thấy đi về hướng chính đông, bây giờ chắc đã ngoài trăm dặm. Từ Huệ lại đúng vậy lần nữa, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi phong bế động phủ. Trước khi ta trở về không cho phép tiếp xúc với bất cứ kẻ nào. Vâng, sư tôn. Từ Huệ đi ra khỏi động phủ, khống chế linh kiếm bay thẳng lên trời, trong chốc lát biến mất trong không trung. Trên một ngọn núi thấp cách sơn môn linh dục kiếm tông hơn trăm dặm, mặt vấn lưng đeo kiếm đồ ngồi trên một tảng đá, khuôn mặt được ánh nắng chiều chiếu rọi, hai mắt lặng lẽ dõi theo mặt trời dần dần lặng về phía tây tỏ ra thâm sâu vô cùng. Núi cao rừng sâu là một nơi giết người diệt khẩu hợp lý, cách sơn môn xa như vậy rồi cũng nên xuất thủ đi. Mấy cái vệt sáng đột ngột xuất hiện ở phía cuối chân trời từ từ to dần dưới bóng chiều tà. Cuối cùng chúng như những vệt lưu tinh xa xuống chỗ ngọn núi nơi Mạc Vấn đang ngồi khi kiếm quan thu lại có bốn thân ảnh hiện ra. Người cầm đầu tướng Mạo Âm Nhu, khoảng chừng 30 tuổi, Tu Vi đã đạt tới kiếm mạch hậu kỳ đỉnh phong. Bên cạnh gã đó chính là Ô Minh, người từng có ý cướp núi Tiểu Nam. Hai người sau lưng y phóng thích khí tức còn kinh khủng nữa, tất cả đều là kiếm cương sơ kỳ. Tuy nhiên hai người này bộ mặt thần sắc cứng ngắc, phản phất gỗ đá, toàn thân không có chút sinh cơ mà chỉ có tử khí nồng đậm. Tiểu tử, Ngươi còn không nhanh chân trốn đi mà còn chờ ở đây bắt chúng ta tiễn đưa ngươi sao?" Ô Minh không chút khách khí. Vẻ mặt kinh miệt nhìn Mạc Vấn như thể nhìn một người chết rồi. Mạc Vấn không thèm để ý đến gã cáo mượn oai hùng này mà là nhìn về phía hai gã linh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ kia. Hai người này làm cho hắn nhớ tới thông tin trong một cái ngọc giảng, trong đó miêu tả một loại phương pháp lấy linh kiếm sư tế luyện thành khôi lỗi, gọi là kiếm khôi chúng chỉ còn lại bản năng chiến đấu khi sống mà không có ý thức tự chủ, nói trắng ra đó là hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân, người chết còn cử động. Không thể ngờ được lại có người lấy hai linh kiếm sư cảnh giới kiếm cương tế luyện thành kiếm khôi. Thật đúng là một món hời lớn. Ngươi là Mạc Vấn Hả. La Ngọc Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm người trẻ tuổi cục tay trước mắt. Chẳng biết tại sao mà sự trấn định của người trẻ tuổi phía trước lại làm y hơi chút bất an, nhưng nhớ đến hai con kiếm khôi nhị giai sơ phẩm đằng sau, y liền ép nổi bất an kia xuống. Ngươi là La Ngọc Tiêu. Mạc Vấn Bình tĩnh nhìn đối phương. Cặp mắt La Ngọc Tiêu hơi nheo lại, y cười lạnh một tiếng, vốn ta không muốn đi xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cũng có thể coi ngươi một nửa là tình địch của ta, nếu không đưa tiễn ngươi thật sự nói thế nào cũng không được. Có gì ngôn gì muốn nhắn nhủ thì nhanh chóng nói ra, sau đó bổn công tử tiễn đưa ngươi lên đường. Mạc Vấn nhìn y, chậm rãi nói, ngươi không nên có ý với Nguyệt Ảnh. La Ngọc Tiêu kinh ngạc, nhất thời không hiểu lời nói của Mạc Vấn. Đúng lúc này bên tai y vang lên một thanh âm lạnh nhạt. Lam, động thủ. Một luồng từ quan u lam sắc đột nhiên từ sau lưng Mạc Vấn bay lên rồi lập tức dệt thành một cái lưới lớn, bao trùm không gian phạm vi trăm trượng. Trong khoảnh khắc cái lưới này đã bao phủ hoàn toàn bốn người La Ngọc Tiêu vào trong một tầng tầng từ quan tràn vào thân thể bọn chúng, ngay khi bốn người còn chưa kịp có phản ứng liền bị từ quan hoàn toàn giam cầm. A. À, đây là địa từ chi lực. Khuôn mặt La Ngọc Tiêu cuối cùng cũng mất đi vẻ trấn định, hoảng sợ hét lớn, kiếm đồ. Là kiếm đồ thông linh. Không thể như vậy. Sao ngươi lại có thể có vật này? Bản thể của Lam đã triển khai, thì hóa thành một bức họa dài đến trăm trượng cuộn tròn bao phủ cả tòa ngọn núi, một nữ tử tuyệt đẹp trong tinh hà của bức họa dần hiện. Mạc Vấn không lo lắng để ý tới La Ngọc Tiêu, mà đưa ánh mắt hướng một chỗ rừng rậm. Đứng xem đây lâu như vậy còn không chịu ra đây hay sao? Trong rừng rậm đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, một thân ảnh trong kiếm quang bay thẳng lên trời. Đó chính là Vương Uy, vẻ mặt gã hoảng loạn. Vốn gã muốn báo thù cho cháu trai, không ngờ đối phương lại giả heo ăn thịt hổ. Vậy mà hắn có kiếm đồ thông linh hơn nữa phẩm chất kiếm đồ tuyệt đối không kém nhị giai trung phẩm đừng nói là gã cho dù là một gã cường giả kiếm cương hậu kỳ tới đây cũng trốn không thoát được hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu của gã là trốn chạy mau đưa tin tức này về tông môn đây chính là kiếm đồ thông linh có được tiềm lực tấn thăng lên tứ giai không có một tông môn hàng tam giai nào tại tử vân tinh các mà không động tâm Tuy nhiên Mạc Vấn đã dám để lộ ra vật nhạy cảm như vậy đương nhiên sẽ không để gã chạy thoát. Lam từ trong kiếm đồ bước ra, trên người mặc một áo lụa xanh da trời y, hoặc trông như lăng ba tiên tử, duỗi ngón tay hướng sau lưng vương uy điểm ra một cái. 72 đạo kiếm khí địa nguyên trong kiếm đồ bắn ra, trong dây lát bay đến đỉnh đầu vương uy. 108 đạo kiếm khí địa nguyên xếp thành một kiếm trận huyền ảo, một luồng trọng lực kinh khủng thành hình vây vương uy vào giữa tất cả vật thể trong phương viên trăm trưởng dưới trọng lực đáng sợ hóa thành bột mịn mà thân thể vương uy giữa không trung không thể động đậy toàn thân phát ra tiếng xương kêu lách cách khiến người ta run rẩy a à. a à. ta không thể chết được ta là trưởng lão nội môn linh dục kiếm tông ai dám giết ta vương uy lớn tiếng gào thét giận dữ nhưng đã không còn cách nào cải biến vận mệnh của mình 108 đạo kiếm khí địa nguyên hình thành kiếm trận địa từ trọng nguyên đã có uy lực nhị giai siêu phẩm, đừng nói Vương Uy chỉ là kiếm cương trung kỳ, cho dù là linh kiếm sư cảnh giới kiếm cương viên mãn muốn tránh thoát cũng là không dễ. Dưới 32 lần trọng lực, thân thể Vương Uy ở giữa không trung từ từ vặn vẹo biến hình rồi vón lại như là một cục mì, cuối cùng thì vỡ tan thành một đám bụi máu. Hắn vừa giết một trưởng lão kiếm cương trung kỳ nghĩ đến đây sắc mặt la ngọc tiêu và ô minh đã xám như tro dưới tình huống như vậy mạc vấn căn bản không thể buông tha bọn chúng không ngươi không thể giết ta thái tổ nhà ta là thái thượng trưởng lão linh dục kiếm tông là lão tổ kiếm nguyên ngươi giết ta ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn hai mắt la ngọc tiêu đỏ bừng y khàn giọng gào thét thần sắc mạc vấn không có bất kỳ biến hóa nào hắn bình tĩnh đi đến trước mặt la ngọc tiêu nhẹ nhàng nói, ngươi không nên trêu chọc nguyệt ảnh. Một ngón tay nhẹ nhàng để trên mi tâm la ngọc tiêu. Mệnh nguyên lực nhẹ nhẹ phun ra. Nó hóa thành mũi nhọn sắc bén cứng rắn xuyên qua đầu của y, tiếp đến mặt vấn đi đến trước mặt ô minh. Tình huống lặp lại y hệt. Cuối cùng mặt vấn đứng trước hai con kiếm khôi, hắn nhìn chầm vào hai con kiếm khôi, trong lòng trầm mặt. Năng lực của hắn không thể phá vỡ phòng ngự của cường giả kiếm cương. Cương khí kiếm khôi dung hợp với thân thể làm cho phòng ngự càng cường đại hơn linh kiếm sư cảnh giới kiếm cương. Hơn nữa nhược điểm của kiếm khôi rất ít, muốn giết chết phải phá hủy hoàn toàn cả cái đầu, bởi vì đó là trung tâm chi phối hành động của kiếm khôi. Lam, có thể phong ấn bọn chúng không? Có thể. Lam duỗi ngón tay điểm ra, từ quan quấn quanh trên người hai cổ kiếm khôi lập tức hóa thành từng đạo phù văn huyền ảo, giống như linh xà chui vào trong cơ thể kiếm khôi, cuối cùng tất cả từ quan biến mất, mà chuyển thành đường vân u lam sắc rậm rạp chằng chịt trên da thịt lõa lồ của kiếm khôi. Mạc Vấn dùng lực lượng tinh thần bao phủ hai con kiếm khôi, chỉ thấy ánh sáng nhạt lóe lên, tại chỗ đã không có vật gì. Thần sắc Mạc Vấn khẽ buông lỏng, may mắn là kiếm nang có thể thu hai cổ kiếm khôi vào, nếu không hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Xử lý xong hai con kiếm khôi, Mạc Vấn lấy kiếm nang và linh kiếm trên thân Vương Uy và La Ngọc tiêu đi. Thật bất ngờ, trên người La Ngọc Tiêu có mặc một bộ linh giáp, phẩm chất của nó không dưới nhị giai. Mạc Vấn có chút may mắn vì đã có Lam, nếu không hai người chính diện giao phong thì chỉ e rằng là bản thân hắn thất bại. Không chút khách khí vơ vét sạch ba tên đó, sau đó hắn quẳng ba miếng kiếm phù hành hỏa nhất giai đốt ba thi thể thành cho bụi. Tiếp đó Mạc Vấn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cũng không đi bao xa. Khi bay qua mấy đỉnh núi thì dưới một ngọn núi cao hiểm trở tìm được một huyệt động tự nhiên để ẩn nấp. Huyệt động tựa như là sào huyệt của một con yêu thú, tuy nhiên theo phân và nước tiểu khô ráo trong đó thì xem ra đã thật lâu không có chủ nhân rồi. Ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái, tại đây gần sơn môn linh dục kiếm tông, phụ cận có chút khí tức yêu thú đã bị môn hạ đệ tử săn giết hầu như không còn từ lâu mới phải. Mặt vấn không động vào bất kỳ vật gì, vẫn để cho cỏ dại bảo trì nguyên dạng sau đó ngồi sâu trong huyệt động thi triển quy tức bí thuật rèn luyện mệnh nguyên hắn tiến nhập trạng thái hôn mê sinh cơ gần như hoàn toàn biến mất tiếp đến một tầng thổ hành linh khí cực kỳ tinh thuần bao lại toàn thân một tia sinh cơ duy nhất cũng bị bao phủ giờ phút này nếu như không phải mắt thường nhìn thấy thì chỉ bằng vào linh thức cảm giác chỉ coi đó là một tảng đá ngay tại lúc mạc vấn vừa mới ẩn núp xong một đạo kiếm quang liền rơi xuống ngọn núi nơi vừa xảy ra trận chiến. Từ Huệ khẽ cao mày, ở chỗ này bà có thể cảm ứng được một luồng linh khí hệ thổ tinh thuần chấn động, hơn nữa là từ tính hệ thổ cực kỳ hiếm thấy. Tại đây dường như có dấu vết chiến đấu. Linh thức từ Huệ quét một lần toàn bộ khu vực nhưng không phát hiện ra bất luận thi thể nào, chỉ có oán sát nhàn nhạt từ từ bị thiên địa linh khí đồng hóa. Đoán chừng rất nhanh sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lắc đầu, từ huệ ngự linh kiếm, tiếp tục nhanh chóng bay về phía đông. Giờ khắc này linh dục kiếm tông cũng đang đại loạn, nguyên nhân là bên trong tàn hồn các của tông môn, một bổn mạng bài nội môn trưởng lão đột nhiên vỡ nát, cùng bị vỡ còn có mệnh bài của một đệ tử nội môn núi Yên Hà. Vốn là cái chết của nội môn đệ tử sẽ không dẫn đến động tĩnh quá lớn, thậm chí cái chết của trưởng lão nội môn cũng chỉ là một hồi phong ba nho nhỏ, nhưng mà thân phận vị đệ tử nội môn kia có điểm đặc biệt, y là chắc trai của một trong ba vị thái thượng trưởng lão hiện này của linh dục kiếm tông. Là lão tổ núi Yên Hà La Hồng Thiên, hơn nữa là một người được sủng ái nhất. Khi mệnh bài La Ngọc Tiêu bị vỡ đồng thời một luồng linh áp đáng sợ từ sâu trong linh dục kiếm tông bộc phát, trong khoảnh khắc gần như bao phủ toàn bộ linh dục kiếm tông. Đây là linh áp thuộc về linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên, linh áp kiếm cương kỳ tại trước mặt lão giống như tiểu hài tử, nếu như nói kiếm mạch đến kiếm cương là một cái cái hào rộng, vậy kiếm cương đến kiếm nguyên là một cái lũy trời linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên kiếm khí hóa nguyên một kiếm nguyên diệt sát linh kiếm sư kiếm cương thật dễ dàng bởi vì kiếm nguyên đã là thiên địa linh khí thể hiện tinh thuần nhất có thể khiến cho thiên địa chi linh cộng minh linh áp hình thành đủ để cho bất luận một gã linh kiếm sư dưới kiếm nguyên rung rẩy ai là ai giết cháu yêu của ta cùng bạo tiếng hô từ cấm địa hậu sơn phát ra cùng cuộn như kinh lôi Bầu trời có vô số tầng mây nổ tung, một luồng hắc khí cuồn cuộn bay thẳng trời cao. Sát khí lạnh thấu xương tản ra bốn phương tám hướng. Một lão giả thân mặc áo đen từ trong hắc khí hiện ra như điên cuồng, "A, à, ta muốn rút hồn luyện phách để ngươi trọn đời không được siêu sinh." Hắc khí xông lên trời. Phản phất có vô số oan hồn lệ quỷ gào khóc. Toàn thân mạt vấn tiến vào trong trạng thái giả chết, thân thể hoàn toàn hôn mê tuy nhiên tâm thần lại dị thường thanh tĩnh trong ngày hôm ấy ngay khi hắn trốn trong huyệt động liền cảm nhận được mấy cổ linh thức cường đại quét qua nơi này về sau gần như mỗi ngày đều có trong đó một luồng linh thức cường đại nhất thậm chí vượt xa cấp độ kiếm cương viên mãn nhưng giờ phút này khí tức thân thể của hắn giống hệt tảng đá nên những linh thức này cũng chưa từng lưu lại hắn ẩn nút trong huyệt động không nhúc nhích một tháng sau mật độ điều tra của những linh thức kia mới dần dần ít đi đợi đến khi liên tiếp 7 ngày không có linh thức quét qua, Mạc Vấn mới giải trừ trạng thái quy tức, thân thể cơ năng dần dần hồi phục. Chương 153, Lôi Dực Thôn Kim Thú Trong không gian bao la của dãy núi trùng điệp chỉ có một bóng người đang di chuyển. Tốc độ của hắn tuy không nhanh nhưng lại rất ổn định, trước sau đều đều duy trì một nhịp độ. Cứ thế từng ngọn núi cao lớn hiểm trở đều lần lượt bị hắn vượt qua. Cuối cùng, bóng người đó leo lên một đỉnh núi cao chừng vạn trượng rồi dừng lại, hắn đưa mắt nhìn về dãy núi sừng sững ở phía xa. Nơi đây cách xa sơn môn linh dục tông khoảng 2.000 dặm rồi, có thể nói là đã khá an toàn. Mạc Vấn lẩm bẩm. Sao lại không đi tiếp? Thanh âm của Lam vang từ trong quyển trục ở sau lưng Mạc Vấn. Đại khái là đi tiếp 300 dặm nữa, sẽ có một cái chợ do mấy kiếm môn cấp 2 mở ra, ta muốn có sự chuẩn bị trước bởi vì dù sao nơi đây vẫn thuộc phạm vi thế lực của linh dục kiếm tông. Việc ta giết Vương Uy và La Ngọc Tiêu tuy không có ai biết nhưng mà chắc chắn sẽ có người nghi ngờ là ta làm, ta cần bế quan tu luyện trong một thời gian ngắn nhằm củng cố lại những thành tựu gần đây mới đạt được. Nếu như thân phận bị bại lộ thì cũng có cơ hội chạy thoát. Mạc Vấn nói, từ khi hắn giết chết Vương Uy với La Ngọc Tiêu cho tới nay đã hơn 2 tháng, suốt thời gian này hắn không rời khỏi phạm vi của Vân Vu Sơn mà cứ đi dọc theo sơn mạch tiến dần về phía bắc. Tránh né tai mắt của Linh Dục Kiếm Tông chỉ là một phần nguyên nhân, cái chính ở đây là có thể dễ dàng tìm thấy các chợ giao dịch của Linh Kiếm Sư, những cái chợ không phải của Linh Dục Kiếm Tông mà do vài kiếm môn nhị giai trên núi Vân Vu hợp tác cùng mở ra. Nguyên nhân tại sao Mạc Vấn lại biết rõ các chợ giao dịch này là do hắn lấy được thông tin từ trong kiếm nang của bọn Vương Uy và La Ngọc Tiêu, có mấy cái ngọc giản chứa bản đồ ghi chép chi tiết tất cả. Ngọc giản của La Ngọc Tiêu có thông tin toàn diện nhất về toàn bộ các môn phái linh kiếm sư trên núi Vu Vân, Linh Châu, đến các vị trí các chợ. Các vị trí phân bố của yêu thú cũng có ghi chép hết sức rõ ràng. Cả ngọn núi Vân Vu kéo dài hơn 13.000 dặm. Trong phạm vi tử vân tinh cát, núi Vân Vu được xem là một trong 19 linh mạch tam giai. Tận bên trong Linh Châu tử vân đế, ngoại trừ linh dục kiếm tông như một con quái vật lớn ngồi chồm hổn ở đây còn có những môn phái nhất giai nhị giai khác nữa dù sao núi vân vụ cũng quá rộng một mình linh dục kiếm tông cũng không thể khống chế hoàn toàn do đó các môn phái khác muốn được sự che chở bảo vệ thì cũng phải trả một cái giá lớn hàng năm các môn phái này đều phải cung phụng cho linh dục kiếm tông hai tháng qua bởi vì lo lắng người của linh dục kiếm tông đuổi tới hắn vẫn không dám trì hoãn việc trốn chạy. Đến tận hôm nay, hắn đã trốn xa hơn 2.000 dặm. Cuối cùng hắn cũng có thể buông lỏng một chút để xem xét lại một ít thu hoạch từ linh dục kiếm tông. Đối với quyết định của Mạc Vấn, Lam cũng không phản đối. Dù sao hai người hôm nay đã cùng hội cùng thuyền, vinh cùng vinh, họa cùng họa. Thực lực của Mạc Vấn càng mạnh mẽ thì càng có lợi với thị. Dù gì với thân phận trận linh, thì có quá nhiều hạn chế không thể cứ liên tục ra tay giải quyết các vấn đề của mạc vấn. Đột nhiên, một tiếng trống chói tai như có thể xuyên thủng màn nhĩ từ trên đỉnh đầu truyền, một khối mây đen rơi xuống đầu mạc vấn. Ánh mắt mạc vấn lóe lên, yêu thú nhất giai đỉnh cấp, lôi giật thôn kim thú. Con thú này chính là yêu thú nhất giai thuộc tính kim, vừa có thể nuốt kim thạch, vừa có thể khống chế phong lôi. Ngoại hình thì rất giống sư tử, sau lưng mọc thêm hai cánh, trên trán có một cái sừng bạc có thể phóng thích lôi sát canh kim. Con trường thành có thể dài một trượng ba thước, dương cánh đến ba trượng. Bởi vì nó có thần thông thiên phú khống chế lôi điện nên thậm chí có thể đỏ sức với yêu thú nhị giai. Nhìn thấy con yêu thú này, Mạc Vấn Nảy có một ý nghĩ trong lòng. Mặc dù mệnh nguyên lực của hắn là cấp độ kiếm mạch, nhưng dù sao không phải là kiếm khí nên không thể ngự kiếm phi hành, mỗi lần chạy chỉ trông vào đôi chân chỉ là hai chân làm sao có thể so với ngự kiếm phi hành. Đã hai tháng mà chỉ đi được hai nghìn dặm đường, nếu như là ngự kiếm phi hành thì chỉ một cái lắc tay cũng có thể đi được ngàn dặm rồi. Con lôi dực thôn kim thú này là một trong rất ít con thú có năng lực phi hành. Hơn nữa, hai cánh có thể cưỡi gió, tốc độ không kém yêu cầm đồng cấp. Trong dãy vân vu có rất ít yêu thú cấp cao. Mà mỗi cường giả của các kiếm môn lại săn giết quá nhiều, Mạc Vấn ở trong núi Vân Vu đã hai tháng mới chỉ nhìn thấy yêu thú nhị dai có hai lần, ngoài ra yêu thú nhất dai cũng không có nhiều, phần lớn là một ít yêu thú đi lẻ, mà chủ yếu lại là nhất dai trung hạ cấp, nhiều nhất vẫn là yêu thú chưa khai mở linh trí. Con lôi dực thôn kim thú cực kỳ hiếm này đã khiến hắn có suy nghĩ muốn thu phục, không những có thể sử dụng thay cho việc đi bộ, quan trọng hơn là chiến lực của nó cũng không yếu. Có lẽ có thể thu lôi dực thôn kim thú này làm linh sủng, đây là mong muốn của hắn ở nước tấn hắn đã từng học được hồn cấm không trọn vẹn nay lại có chỗ sử dụng đạo hồn cấm kia lúc bình thường không có gì làm hắn cũng có suy diễn qua cũng có một chút thành quả tuy chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng uy lực lại không hề tầm thường huống chi hắn còn có một vũ khí lợi hại nữa diễn tinh thần cấm loại cấm trận này có khả năng tăng uy lực thần diệu của cấm pháp phối hợp với hồn cấm không trọn vẹn kia dùng để giam giữ một yêu thú nhất giai siêu vị cũng không phải không làm được. Những suy nghĩ này chỉ nhanh chóng hiện lên trong nội tâm mạc vấn, mà lôi dực thôn kim thú kia đã lao đến đỉnh đầu hắn, hai trảo tráng kiện mạnh mẽ hung hăng chụp xuống. Trảo phong lạnh thấu xương, vi lực của nó vậy mà không có thua kém kiếm khí của linh kiếm sư kiếm mạch sơ kỳ. Thế nhưng những thứ này để trên người mạc vấn chẳng khác nào gãi ngứa, thân thể mạc vấn lúc này đã có thể so với linh kiếm nhất giai siêu phẩm cho dù là linh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ muốn tiêu diệt nhục thể của hắn cũng phải tốn chút công phu. Cho nên nhìn hai trảo lớn này đang đánh về phía mình, mặt vấn cơ bản không né tránh, cánh tay phải thò ra bắt được một trảo mạnh mẽ của lôi dực thôn kim thú. Hắn dùng sức kéo thật mạnh một phát. Mạc Vấn không biết lực lượng cơ thể mình bây giờ mạnh như nào. Ba năm qua ngày nào cũng dùng linh dược tắm rửa, dược lực trong cơ thể đã tích tụ đến một mức đáng sợ, từ chỗ cải tạo chính thân thể của mình, những dược lực kia cũng hoàn toàn được luyện hóa dung nhập vào cơ thể, bản thân mình vốn là kiếm thể tương hỗ lẫn nhau lại tăng thêm mệnh nguyên lực, có thể ví mặt vấn hôm nay như một yêu thú mang dáng vẻ con người. Mà các tố chất của thân thể hắn so với yêu thú thậm chí còn mạnh chứ không yếu hơn. Mặt vấn quát khẽ một tiếng, cơ bắp toàn thân thể cường hóa được kéo căng hết cỡ, lực lượng khổng lồ truyền xuống dưới chân, khối đá dưới chân lập tức bị vỡ vụn, con lôi giật thôn kim thú phát ra tiếng sợ hãi gầm nhẹ cẩn thận đánh giá nó không ngờ loài người nhỏ bé nhu nhược mà lại có sức mạnh tàn ẩn đáng sợ như vậy nó ra sức chống đỡ bằng hai cánh nhưng cũng không duy trì thêm được nữa như khúc gỗ mục bị mạc vấn dùng sức ném xuống dưới đất oanh đá vụn bay tứ tung một khối đá cao hơn người khổng lồ bị nện nát bấy chỉ bằng da béo thịt dày của yêu thú mà nói cũng không làm cho nó bị thương nặng lắm lôi giật thông kim thú bị ném đi như vậy nên tỉnh táo hẳn hai cánh khổng lồ gian ra quạt mạnh một cái làm yêu phong nổi lên toàn bộ trên đỉnh núi thoáng chốc các bay đá cháy yêu phong ẩn chứa phong nhận có thể tan đá nát kim loại cả luồng yêu phong trực chỉ về phía mặt vấn mặt vấn không dám coi thường yêu thú nhất giai đỉnh cấp dù sao cũng có thể so sánh ngang với linh kiếm sư kiếm mạch đại viên mãn lôi dực thôn kim thú đánh ra một kích phong nhận đủ để có thể so với linh kiếm sư kiếm mạch đại viên mãn dốc hết sức phát động kiếm khí. Vô số đạo phong nhận chém lên người mạc vấn, tiếng kim loại giao kích phát ra dày đặc. Trên thân thể mạc vấn lưu lại từng vệt máu, nhưng cuối cùng cũng không công phá được phòng ngự mà chỉ xẹt qua xé rách da. Nhưng mạc vấn bị lôi dực thôn kim thú kéo lên trời. Mạc vấn tâm không loạn, hắn sớm đoán trước hành động của đối thủ ở trên không nếu không người thua thiệt là hắn. Cánh tay phải một lần nữa dùng kết sức kéo một phát, thân thể mượn nhờ lực bật lên, thoáng một phát cưỡi trên lưng lôi dực thôn kim thú. Lôi dực thôn kim thú rất hoảng loạn, thân thể lăn lộn điên cuồng ở trên không nhưng tay phải của mặt vấn bám chặt vào bờm của nó, nhất quyết không buông. Trống. Lôi dực thôn kim thú nổi giận gầm lên một tiếng, cái sừng màu ngân bạch trên trán đột nhiên lóe sáng, một lực lượng hủy diệt đang chuẩn bị được kích phát. Mạc Vấn khẽ giật mình. Hắn nhìn lên cái sừng của lôi dực kim thú, đó là khí tức lôi sát khí tức. Nhưng đáng tiếc, so sanh với lôi kiếp của thiên lôi còn quá thô thiển, còn xa mới bằng được thiên lôi thuần túy, loại kiếm khuyết này phát ra khí thế hủy diệt không thua kém gì hàng thật đúng là bá đạo quá đi. Phách kết. Một đạo hồ quan ngân bạch phục ra, quần áo Mạc Vấn bị tan thành cho bụi thân thể cường tráng lộ ra, nhưng lại không có một điểm thương tổn nào. Thậm chí đặc tính làm tê liệt của lôi điện cũng không có nhiều đại tác dụng với hắn. Tại đầm lầy mê vụ, Mạc Vấn đã trải qua hai lần lôi kiếp. Hắn coi như đã miễn dịch với lôi điện từ lâu rồi. Cũng thật đen đuổi cho lôi dực thôn kim thú khi đụng phải Mạc Vấn. Nếu như là linh kiếm sư khác, thậm chí là kiếm cương sơ kỳ kết hợp với yêu thú nhị giai cũng không thoải mái khi đối đầu với nó. Bởi vì lôi sát trời sinh có thể khắc chế được yêu thú và linh kiếm. Yêu thú sợ lôi kiếp đã đành, còn linh kiếm ẩn chứa kiếm linh cũng chỉ có thể lấy thủ mà bảo vệ chính mình. Nếu như linh thể không cẩn thận bị lôi sát đánh trúng thì cũng chỉ có một kết cục là tan vỡ mà thôi. Nhưng nó gặp được lại là mạch vấn. Dù gã này không phải là linh kiếm sư. Cũng chưa ngưng tụ kiếm mạch nhưng cũng đã trải qua hai lần lôi kiếp dù cho hai lần lôi kiếp đó vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thấp nhất của cửu lôi. Nhưng đó là lôi kiếp thực thụ. Chính thức là thiên uy. Cho nên đòn sát thủ mạnh nhất của lôi dực thôn kim thú là lôi sát canh kim không có đất dụng võ đối với mặt vấn. Phóng xuất ra lôi quang, ánh mắt lôi dực thôn kim thú lộ ra vẻ uể oải. Dù sao phép thuật nghịch thiên này cũng không phải không có hạn chế. Mỗi lần nó cũng chỉ có thể tích xúc một đạo lôi sát canh kim, phóng ra lôi quang thì phải chờ một tháng mới có thể tiếp xúc một lần nữa. Vốn tưởng rằng con mồi quái dị này bị trúng tuyệt chiêu của mình sẽ phải chết tươi hoặc tệ lắm cũng tê liệt cả buổi. Vậy mà, đối phương chẳng chịu chút thương tổn nào mà vẫn dai dẳng dáng trên lưng của nó. Cuối cùng lôi dực thôn kim thú cũng biết sợ rồi. Nó đã tung hoành tại địa bàn của mình hơn 200 năm, chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy. Thân thể, sức mạnh không thể so với chính mình, vậy mà có thể trực tiếp lấy cứng chọi cứng với mình. Thật tức đến chết mất. Thế mà là con người sao? Chẳng lẽ là huyết thống của yêu thú cao cấp biến thành? Có cần ta giúp đỡ không? Thanh âm của Lam vọng đến. Chưa cần. Mạc Vấn trả lời một tiếng, gió táp vào miệng nên nói cũng khó khăn. Giờ phút này lôi dực thôn kim thú đã mang theo Mạc Vấn lao vào ngọn núi dựng đứng. Cả hai đồng thời đâm vào đỉnh núi vách núi phía trên, vanh ầm ầm lăn lộn rơi xuống chân núi nửa bên vách núi bị đụng gãy đôi núi đá nặng ngàn cân chôn vùi một người một thú không thấy bóng dáng nhưng một lúc sau từ trong đống đá vụn nổ tung đôi giật thôn kim thú một lần nữa vọt thẳng lên trời mặt vân vẫn bám thật chặt bờm của nó một người một thú cứ như vậy không tách rời chốc chốc trên bầu trời chốc chốc lại dưới mặt đất đụng vỡ không biết bao nhiêu ngọn núi biến khu rừng già này hóa thành một đống ngổn ngang ước chừng dằn con một ngày một đêm, lúc này lôi dực thôn kim thú hết sức không còn càng quấy hung hăng nữa. Nó loạn choạng đáp xuống dưới chân núi, ngã dưới dụi xuống không nhúc nhích nổi một ngón chân. Mạc Vấn buông lỏng tay phải ra, đứng trước lôi dực thôn kim thú. Nhìn sâu vào trong cặp mắt của con thú này, vẻ bướng bỉnh cùng thô bạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ đầy tội nghiệp ngoan hiền bất lực nhìn hắn. Bây giờ ngươi đã phục chưa? lôi dực thôn kim thú vội vàng dùng cái đầu to lớn gật liên tục, nó đã quá sợ hại người đứng trước mặt nó, nò thà đối đầu với một con yêu thú nhị dai chứ không muốn đối nghịch nữa, như vậy đúng là sống không bằng chết. Cảm giác được yêu thú tình nguyện thuần phục mình. Mạc Vấn không do dự cắn đầu ngón tay vẽ lên trên trán lôi dực thôn kim thú. Màu máu đỏ tươi được dung nhậm mệnh nguyên lực nên sáng chó giống hệt thủy ngân. Từng trận văn huyền ảo đang xen vào nhau, rốt cuộc hình thành một cái đồ án phức tạp. Sau khi hoàn thành xong đồ họa, đồ án bắn ra một màn sáng màu máu tươi tỏa ánh sáng dịu nhẹ, một luồng sức mạnh thần bí nhanh chóng tỏa ra khắp cơ thể lôi dực thôn kim thú. Lôi dực thôn kim thú đột nhiên trở nên run rẩy, chỗ sau thẳm trong cặp mắt toát ra nỗi sợ hãi, quan sát cái đồ án trung tâm chỉ thấy một giọt máu tươi màu tím rỉ ra, chớp lóe lên tia sáng yêu dị. Ánh mắt mặt vấn mở to đầy ngạc nhiên, bởi vì dọc máu tươi ở đây làm cho hắn cảm nhận được dao động linh hồn cực kỳ tinh thuần hàm ẩn sinh lực bên trong đúng là bổn mạng tinh nguyên cùng linh hồn tinh hoa hợp thành gọi chung là hồn huyết mạc vấn khiếp sợ không thể ngờ đạo hồn cấm này lại có thể chiết xuất thành hồn huyết xem ra đạo hồn cấm này biểu hiện ra bên ngoài thật không chỉ có đơn giản như vậy hắn đoán chừng không thể thấp hơn diễm tinh thần cấm đưa tay chạm vào tích hồn huyết nó lập tức chui vào lòng bàn tay của mạc vấn chạy hết một vòng kinh mạch trong thân thể cuối cùng dừng lại trong thức hải cùng lúc đó một dạng liên hệ ý thức giữa người và thú được gắn kết sinh mệnh của lôi dực thôn kim thú bắt đầu từ lúc này sống hay chết do hắn làm chủ giờ đây chỉ cần động cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định sống chết của nó đây cũng là sự huyền diệu của hồn huyết phải là chính mình cam tâm tình nguyện vì chủ nhân giao ra hồn huyết, thì chủ nhân mới có thể nắm giữ được hồn huyết. Thật bất ngờ đạo hồn cấm này vậy mà có thể giam cầm cưỡng ép lấy hồn huyết đi ra ngoài, lôi dực thôn kim thú có thể chịu khuất phục một nửa. Nhưng không có nghĩa là nó tuyệt đối cam tâm tình nguyện đem sinh mạng của mình giao ra như vậy. Lôi dực thôn kim thú mất đi quyền sở hữu hồn huyết của mình, con yêu thú bá chủ này đành lòng cam chịu số phận nó há miệng thè đầu lưỡi màu đỏ tươi nịnh nọc liếm liếm thân thể mạc vấn, nhưng mà thân thể mạc vấn nhỏ bé quá so với cái đầu lưỡi nên dường như nó dùng nước miếng tắm cho mạc vấn. Mạc vấn nhíu cặp lông mày, dùng ý niệm giao tiếp bảo nó dừng lại, thuận tay lấy ra một lọ tinh khí đang từ trong kiếm nang rồi đổ hết vào trong miệng nó. Cặp mắt lôi giật thôn kim thú sáng ngời, một ngụm nuốt hết toàn bộ. Sau đó thần sắc tỏ ra hưởng thụ. Nửa khắc đồng hồ sau, Thân hình lôi dực thôn kim thú sinh long hoặc hổ chảy dựng lên, một lọ tinh khí đang cứ như vậy bị nó tiêu hóa hoàn toàn. Trùng mình một cái bộ lông màu xám hiện ra thần uy, mặt vấn tung người nhảy lên lưng nó. Hai cánh lôi dực thôn kim thú giang ra đón lấy gió, bay lên trời. Thân thể lôi dực thôn kim thú dài khoảng một trượng ba thước, trên lưng rất rộng rãi, mặt ngoài hai cánh của nó có thể tự tụ tập kim hành chi linh tạo thành lam phong để bay lượn giúp cho nó không cần phải liên tục gian cánh trong lúc phi hành, bởi vậy trên lưng nó cực kỳ vững vàng và êm ái. Thậm chí không cảm giác được lắc lư, lúc này mà nằm ngủ chắc sướng phải biết. Mạc Vấn thừa dịp này nằm ở phía trên là một giấc, lúc trước dằn con một ngày một đêm làm tinh thần hắn sức cùng lực kiệt. Bay được hai canh giờ, lôi dực thôn kim thú bay vào trong một cái hạp cốc, trong hạp cốc có không ít yêu cầm sống thành đàn, nhưng khi lôi dực thôn kim thú đến làm cho một hồi phong ba bảo táp gà bay chó chạy. Đám yêu cầm thi nhau bỏ chạy, chúng đông quá mà nhau nhau bỏ chạy nên phải cực lực né tránh. Lôi dực thôn kim thú phát ra tiếng gầm rú, trong âm thanh cảm giác rất có uy phong, nhưng mà nó cũng không có làm khó dễ những con yêu cầm nhỏ này mà bay thẳng vào chỗ sâu nhất của hạp cốc. Ở chỗ sâu nhất hạp cốc, trên vách đá dựng đứng bóng loáng xuất hiện một cái cửa động, lôi dực thôn kim thú xông vào trong, nơi đây chính là sào huyệt của nó. Lôi dực thôn kim thú là một loài thú ưa thích sống sạch sẽ, trong sào huyệt không có lấy một hạt bụi. Mọi thứ luôn luôn ngăn nắp, diện tích sào huyệt rộng lớn phạm vi 10 trượng trong, không gian động phủ dày đặc một tầng cỏ khô, trong một góc đống cỏ khô ấy nhìn thấy rất nhiều đầu lâu, bao gồm nhiều loài nhiều chủng tộc, nào là yêu tộc cũng có nhân tộc cũng có, tóm lại đối với lôi dực kim thú tất cả đều chỉ là thức ăn của nó lôi giật thôn kim thú bị vỗ một cái lên đầu. Con thú to lớn này mặt mày hầm hực lê bước đi đến bên cạnh đống xương trắng. Nó dương cánh ra quạt, những đống xương kia bị cuốn bay ra ngoài. Mạc Vấn nhìn quanh cái động này một lần nữa. Linh khí trong động cực kỳ nồng đậm không kém linh khí nhất giai hạ phẩm. Điều này làm hắn bất ngờ nhưng nghĩ lại thì nó là con yêu thú bá chủ trong đám nhất giai nên chỗ ở đương nhiên không đơn giản được linh khí từ linh mạch hạ phẩm nhất dai đã đủ để nó sử dụng. Tại một góc khuất mạc vấn cũng phát hiện hơn 10 cái kiếm mang. Hắn không xem xét mà cứ thu vào đã. Thế nhưng ngay sau đấy hắn chợt thốt lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về nơi để kiếm nang. Cái huyệt động này cấu tạo từ nham thạch, trên mặt đất của nơi này có một cái khe hở thật nhỏ, một tia linh khí tinh thuần từ đó trào ra. Chẳng lẽ đó là một linh mạch sao? Trong lòng mạc vấn kinh nghi, đắng dao một lát nhìn lôi dực thôn kim thú bảo, ngươi mở to cái vết nứt đó ra đi. Lôi dực thôn kim thú nghi hoặc liếc nhín mặt vấn, nhưng mệnh lệnh chủ nhân không dám làm trái, đôi cánh cất lên. Linh khí hệ kim hội tụ thành một lưỡi dao gió đánh lên vết nứt trên nền. Nền đất sao chịu nổi một kích này nên xuất hiện một cái rảnh. Linh khí tràn ra càng nhiều. Tiếp tục đi. Lôi dực thôn kim thú lại tạo ra từng đợt phong nhận nối tiếp nhau cái rãnh càng lúc càng lớn càng lúc càng sâu. Cứ vậy đào khoảng 3-4 canh giờ, lúc đầu còn ở sườn núi bây giờ đã xâm nhập vào sâu bên trong mấy ngàn thước, kéo dài xuống tầng đất phía bên dưới. Rầm rầm ào ào. Oanh. Liên tiếp những tiếng đổ vang, nham thạch phía dưới càng lúc càng lún xuống, một tầng sáng lạng ống ánh hào quang bắn toán loạn ra bên ngoài, đồng thời linh khí nồng đậm phục ra như sôi trào. Mạc Vấn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, vậy là một cái đường hành lang được hình thành. Miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thế một người đi thông qua, thân thể khẽ động, lập tức nhảy xuống. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Mạc Vấn vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động không thôi. Chương 154, Thiên lôi luyện thể. Đập vào mắt Mạc Vấn là một linh thạch trong suốt, phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy làm người ta mê say kéo dài đến tận phía cuối hành lang. Đây đúng là một cái linh mạch hạ phẩm nhất giai. Từ những dấu vết để lại cho thấy linh mạch này chưa từng bị ai khám phá. Linh mạch này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, bồi đắp ra bao nhiêu linh thạch nhất dai. Hắn không chút chần chừ mà động thủ thu thập ngay. Linh thạch là bảo vật của trời đất, chỉ có thể được tạo ra trong linh mạch với kích thước cố định, dài 9 phân, rộng 6 phân, dày 3 phân không hơn không kém. Linh mạch dai nào sẽ tạo ra linh thạch phẩm chất đó? linh thạch ở đây đều là loại nhất giai được thảm khắp phát động. Linh mạch này không lớn lắm, chỉ dài khoảng chừng 30 trượng, nhưng thế cũng là to lắm rồi. Trong động, mật độ linh nguyên dày đặc tạo thành một đám linh vụ lơ lửng dọc hành lang, nếu tu luyện trong này, một ngày có thể bằng 10 hoặc trăm ngày bên ngoài. Nhưng linh nguyên không thể tùy tiện chạm vào, bởi đó chỉ là cách làm tham ngắn bỏ dài, nếu linh nguyên bị mất một phần thì linh mạch cũng sẽ bị suy yếu theo, khi mất hết linh nguyên thì linh mạch theo đó cũng sẽ sụp đổ. Dẫu vậy, linh mạch này ước chừng có thể thu được 5.300 khối linh thạch, trong đó đá ngũ hành chiếm 2 phần. Với số lượng lớn như thế này có thể sánh bằng linh thạch mà một gã linh kiếm sư kiếm cương viên mãn thu thập cả đời. Phải biết rằng, trong kiếm nang của trưởng lão linh dục kiếm tông, vương uy cũng chỉ có mấy trăm linh thạch nhất giai và hơn 20 linh thạch nhị giai. Chợt thân ảnh lam hiện ra, mạc vấn, Ta cần cái linh mạch này. Cái gì? Mạc Vấn ngạc nhiên thốt lên. Ta muốn thu linh mạch này vào kiếm đồ. Lam giải thích, linh nguyên này đối với linh thể có tác dụng rất lớn, có thể trợ giúp ta chân chính hóa hình. Mạc Vấn khẽ gật đầu, có thể, nhưng phải đợi lần bế quan này của ta xong đã. Lam biến thành một luồng sáng bay về kiếm đồ, ta đã hiểu, khi nào đi ta sẽ thu nó lại. Đi ra khỏi linh mạch lôi dực thôn kim thú nhìn hắn với ánh mắt mong đợi linh mạch đối với yêu thú vô dụng trọng yếu nhất là linh nguyên nếu hấp thu nó sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc tiến hóa của yêu thú thế nhưng nó không biết là đang ngồi trên một tòa bảo khố đây cũng chính là giới hạn của yêu thú tuy nó có linh trí để nhận biết nhưng so với loài người thì kém hơn nhiều hơn nữa chúng làm việc theo bản năng là chính không thể suy luận kính kẻ được như loài người chỉ có yêu thú tứ giai mới mở ra linh trí và suy nghĩ giống loài người. Bởi vậy, lôi dực thôn kim thú dù có phát hiện nơi đây có linh khí nồng đậm mới tới đây xây tổ nhưng căn bản là không thể suy nghĩ tại sao ở đây có linh khí nồng đậm như vậy. Khi nào bắt được một con mồi thì hãy quay lại, mặt vấn ra lệnh cho lôi dực lôi kim thú đang háo hức chờ đợi. Lôi dực thôn kim thú nghe vậy liền quể oải, quay đầu đi ra ngoài huyệt động. Mạc Vấn nghiên cứu ở trong tòa huyệt động một tháng, mỗi ngày thức ăn tự nhiên là do lôi dực thôn kim thú cung cấp. Không, lúc này nên gọi nó là đại hôi, cái tên này là do thuận miệng đặt mà không để ý đến cảm xúc ai oán của đại hôi. Hoành Một ngọn lửa màu trắng bạc từ lòng bàn tay mạt vấn bay lên. Cuối cùng sau một tháng cố gắng dùng mệnh nguyên lực cũng học được thủy diễm luyện đan quyết. Thật ra, nguyên lý sử dụng thủy diễm luyện đan quyết cũng đơn giản, chính là cho kiếm khí hệ thủy va chạm để tạo ra ma sát từ đó sinh ra lửa. Tuy nhiên không phải tùy tiện ma sát là được, cần phải nắm được quy tắc khống chế một cách tinh vi, nếu không nhẹ thì không thể chế được, nặng thì giống như là đang đùa với lửa có ngày chết cháy. Nếu không nắm được hoàn toàn thuộc tạo ra thủy diễm luyện đan quyết, mặt vấn chắc cũng không dám làm thử. Từ trong kiếm nang lấy ra một khối huyền thiết ngàn năm, mặt vấn nhẹ nhàng ném nó vào bên trong ngọn lửa màu bạc. Huyền thiết dần tan chảy và biến thành chất lỏng. Không tệ, nhiệt độ từ ngọn lửa này không cao, nhưng lại có thể làm tan chảy kết cấu bên trong mọi vật, ngoại trừ lúc kích phát ngọn lửa này thì lượng mệnh nguyên lực tiêu hao khi sử dụng cũng không nhiều. Nếu không bị ngoại vật tác động, ngọn lửa này có thể cháy đến khi mệnh nguyên lực và linh tử không còn va chạm nữa mới bị dập tắt. Không biết lửa này đối với kiếm khí của linh kiếm sư có tác dụng hay không, nếu có thì đây đúng là một dạng thủ đoạn dùng để đối địch ý nghĩ vừa xuất hiện ngọn lửa màu bạc thoát khỏi sự kiểm soát của tinh thần sự va chạm giữa mệnh nguyên lực và linh tử dần ngừng lại cuối cùng trở lại như cũ trở thành một luồng linh vụ màu bạc mặt vấn há miệng khẽ hấp luồng mệnh nguyên khí tinh thuần bị hút vào trong cơ thể làm xong những việc này mặt vấn suy nghĩ thoáng một chút lại khẽ vương tay hai chiếc kiếm khôi nhị giai hạ phẩm liền xuất hiện trong huyệt động đây là lần thứ nhất Mạc Vấn chăm chú dò xét hai con kiếm khôi này, hai con kiếm khôi nhìn từ bên ngoài ước chừng là một nam tử khoảng 30 tuổi, Mạc Vấn theo sự chỉ dẫn trong ngọc giảng thì biết được, muốn luyện chế kiếm khôi là đem tất cả tiềm năng kích phát, nội trong một đêm kiếm khôi sẽ phản lão hoàng đồng, nhưng sinh mệnh cũng hết, là do quá trình chuyển từ sinh sang tử, có thể nói là cực kỳ ác độc. Mà những tiềm năng ấy lại được chuyển lên cơ thể của kiếm khôi, làm cho thân thể nó cứng như kim cương biến thành binh khí dùng trong chiến đấu. Vẻ mặt của hai chiếc kiếm khôi cứng ngắc, con mắt xám trắng, toàn thân không có một điểm sinh khí, chỉ có tử khí nồng đậm ẩn chứa bên trong, bên hông cũng không có kiếm nang, trên hai tay cầm sẵn một thanh kiếm khí, cũng không phải linh kiếm. Mặt vấn nhìn một chút, hai thanh kiếm khí đều có phẩm chất nhị giai hạ phẩm, nếu như có kiếm linh liền lập tức trở thành nhị giai hạ phẩm linh kiếm. Không chú ý đến hai thanh kiếm khí nữa, Mạc Vấn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu thân thể hai cổ kiếm khôi, hiện tại nguyện linh đã bị đóng. Linh thức không cách nào vận dụng, chỉ có thể dựa vào linh giác để cảm ứng, từ bên trong hai cổ kiếm khôi hắn cảm nhận được hai luồng kiếm khí dao động mạnh mẽ, một loại là thuộc tính kim, một loại là thuộc tính thổ, mặt khác, Mạc Vấn cũng cảm ứng được một luồng dao động như có như không từ linh hồn. Linh hồn chấn động. Chẳng lẽ khi luyện chế thành kiếm khôi hai người này còn chưa chết hẳn? nhưng Mạc Vấn lập tức lắc đầu, hai chiếc kiếm khôi này mệnh nguyên hoàn toàn khô kiệt, thân thể có thể nói hoàn toàn đã chết, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một ít truyền thuyết về quỷ quái. Tình trạng hai chiếc kiếm khôi này so với cương thi thì không có gì khác biệt, thân thể đã chết, linh hồn lại không muốn đầu thai lại ký gửi lại thân thể, tất nhiên linh hồn hai kiếm khôi này không phải tự có, mà là có người dùng bí pháp giam cầm lại trong cơ thể cho nên khi sở hữu hai cổ kiếm khôi này lại làm cho linh hồn bên trong dao động. Suy nghĩ một chút, Mạc Vấn dùng máu tươi làm vật dẫn, vẽ lên trán một chiếc kiếm khôi một đạo hồn cấm không trọn vẹn. Theo hồn cấm hình thành, thân thể kiếm khôi bỗng rung động nhẹ, tiếp theo một viên ngọc màu đen từ mi tâm của kiếm khôi bắn ra. Mạc Vấn dùng tay bắt lấy viên ngọc. Để ở trước mắt quan sát thoáng một chút, viên ngọc đen này to cỡ đầu ngón cái, bên trong khí đen dày đặc lưu động, mơ hồ có ấn chứa một gương mặt người mà mặt ngoài của viên ngọc màu đen có từng đạo cấm văn huyền ảo bao lấy hồn cấm mặt vấn ánh mắt sáng lên cấm văn trên viên ngọc đen này cùng với hồn cấm giống nhau vô cùng thậm chí có mấy cái giống như đúc rất có thể chúng có cùng nguồn gốc mặt vấn hít sâu một hơi bắt đầu suy diễn trong đầu hắn hiện giờ hình ảnh hai chủng hồn cấm này không ngừng phân giải tổ hợp cuối cùng dần dần dung hợp lại với nhau bảy ngày sau đó Mạc Vấn phun ra một ngụm trọc khí, hai đạo hồn cấm rốt cục bị hắn dung hợp làm một chỗ, chính xác là chúng có cùng nguồn gốc, về sau khi dung nhập hồn cấm trọn vẹn có thể đạt đến cấp độ nhi giai hạ phẩm, tuy vậy nhưng sự lợi hại của nó sẽ bị giảm sút. Đặt viên ngọc trước mặt, Mạc Vấn dùng ngón tay hoa lên, mênh nguyên lực từ đầu ngón tay phun ra, tạo thành một dải cấm văn màu bạc, cuối cùng tạo thành một đồ án, đem viên ngọc đen kia bao lại. Suy. Cấm văn của bị cấm vân do mặt vấn tạo ra phá hủy hoàn toàn, mặt ngoài của viên ngọc đen lóe lên một tia sáng bạc, bên trong liền truyền ra một tiếng thét chói tai. Sau đó lại yên lặng như trước. Mặt vấn búng tay, từng trận văn màu bạc bay vào viên ngọc đen nằm ở giữa mi tâm của kiếm khôi, tạo ra một mối liên hệ tâm thần giữa hai bên. Tiếp theo mặt vấn làm tương tự trên kiếm khôi còn lại, kéo viên ngọc màu đen trong cơ thể kiếm khôi ra ngoài, những chữ khắc trên viên ngọc này đúng là hồn cấm sau đó một lần nữa đánh vào. Lam, cởi bỏ cấm chế cho bọn họ. Một đạo quan điện màu lam thoát ra từ bên trong hai chiếc kiếm khôi, sau đó quay về bên trong kiếm đồ địa từ trọng nguyên. Mạc Vấn đứng dậy đi ra phía ngoài cửa động, sử dụng tinh thần dẫn dắt hai cổ kiếm khôi theo sát phía sau. Chỉ là động tác hai chiếc kiếm khôi hết sức cứng ngắt. Trống. Bên trên hạp cốc, đại hôi đuổi theo treo đồ một con yêu cầm nhất dai, vừa nhìn thấy mạc vấn nó đã vội vàng bỏ qua con mồi rồi nhanh chóng bay về phía mạc vấn nhưng nó phát hiện đứng phía sau mạc vấn là hai thân ảnh xa lạ từ trên hai cái thân ảnh này nó cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm nó lập tức dừng lại ở giữa không trung gầm nhẹ lên tỏ vẻ kiên kỵ với hai chiếc kiếm khôi mạc vấn như nghĩ ra điều gì đó đưa tay ra lệnh cho hai chiếc kiếm khôi tu luyện kiếm khí hệ thổ kia đột nhiên hai mắt màu xám trắng của cổ kiếm khôi hệ thổ chuyển sang màu đen giống như đã khôi phục lại thần trí, hai con ngươi màu đen nhìn thẳng vào đại hôi trực tiếp chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang màu vàng bắn thẳng ra, chém về phía đại hôi, bên trong kiếm quang tràn ngập thi khí, được gọi là tử sát. Sau khi được bổ sung tử sát, đạo kiếm quang này có thể so với một kích của linh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ bình thường. Lông vũ toàn thân đại hôi dựng ngược lên, nó trống to một tiếng, hai cánh quạt mạnh, linh khí hệ kim trong không khí liền bị hút đến, xoay tròn xung quanh thân thể của nó, tạo thành một một chiếc vòi rồng trắng ngang trước mặt. Một khắc sau, đạo kiếm quang kia đã đâm thẳng vào vòi rồng. Hoành Trong khoảnh khắc vòi rồng được tạo thành từ linh khí hệ kim hoàn toàn sụp đổ, đại hôi kêu lên một tiếng đau đớn khi bị kiếm quang đánh trúng, âm thanh va chạm vang rền cả hạp cốc phát ra từ trên vách đá gần đấy, thân thể đại hôi bị lúng sâu vào trong vách đá mấy trượng. Trống Đại hôi rống lên một tiếng giận dữ, bay ra từ trên vách đá, đôi mắt đỏ bừng nhìn vào kiếm khôi hệ thổ đứng bên cạnh mạc vấn rồi bổ nhào xuống. Yêu thú da dày thịt béo lực phòng ngự kinh người, nhất là lôi dực thôn kim thú có huyết mạch dị chủng yêu thú, kiếm khôi hệ thổ kia muốn phá đi lớp phòng ngự của nó cũng không phải dễ dàng. Bởi vậy cho tới lúc này đại hôi cũng không có bị thương tích gì, nhưng là đau đớn thì không thể tránh khỏi, một kiếm kia đã cho nó nếm mùi đau khổ. Mặt vấn liếc mắt nhìn sang, Vẻ hung hăng của đại hôi lập tức xìu xuống, từ bên ngoài sào huyệt nó nhảy xuống, ra vẻ nịnh nọt cọ người vào mặt vấn, nhưng cái kia ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chầm chầm hai chiếc kiếm khôi hệ thổ, tự hồ đang suy nghĩ nên xử lý chúng thế nào. Mặt vấn vung tay lên, hai cổ kiếm khôi biến mất vô tung làm cho đại hôi sửng sốt, sau đó nó lộ ra vẻ tức giận, vẻ mặt như muốn nói, coi như nhà người nhanh chân chạy thoát. Làm, thu linh mạch đi, chúng ta cũng nên đi ra rồi kiếm đồ bay ra, tự động triển khai bên trên hạp cốc, một đạo từ quan bắn ra chui vào sâu bên trong huyệt động. Chỉ chốc lát sau, hạp cốc bắt đầu rung động dữ dội như đang xảy ra địa chấn, ánh mắt đại hôi lộ ra vẻ sợ hãi, nó nằm mọc trên mặt đất chăm chú nhìn chầm chầm vào đạo từ quan kia. Ám ầm. Nham bích vỡ nước hiện ra một cái khe, từ quan kéo theo một dải sương mù dài hơn 30 trượng bay ra, dải sương mù mờ mịt kia tự hồ là có linh tính, không ngừng giải dụa, nhưng có làm thế nào nó cũng không thể thoát ra được nó nhanh chóng bị từ quan kéo vào bên trong kiếm đồ kiếm đồ cuộn lại một lần nữa hóa thành quyển trục rơi vào trong tay mạc vấn mạc vấn đang tính tế luyện lại kiếm đồ một lần nữa nhưng trông thấy ánh mắt tội nghiệp của đại hôi đang nhìn mình hắn bèn nói lam có thể chia cho nó một ít hay không từ quan lóe lên bên trong quyển trục bay ra một đạo linh nguyên khoảng chừng một trường đại hôi hưng phấn trống lên một tiếng vang dội, như một con hổ đói vồ mồi nhanh chóng đem cái kia đạo linh nguyên đè ở dưới thân dùng cái miệng khổng lồ há miệng hút lấy, giống như là cá voi uống nước, hoàn toàn hấp thu linh nguyên kia vào trong bụng. Đại hôi hiếp mắt lão đảo, giờ nó giống như một đại hán mới vừa thưởng thức một vò rượu ngon, ở một cái thật to. Linh giác nhạy cảm của mặt vẫn cảm ứng được bên trong cơ thể đại hôi đang xảy ra biến hóa dữ dội, hẳn là trong cơ thể một bộ phận yêu khí nhanh chóng lột xác trở nên càng thêm tinh thuần ngồi trên lưng đại hôi nhắm đúng hướng trực tiếp tiến vào không trung bay đi ước lượng phi hành được khoảng trăm dặm ở phía xa bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen dày đặc ở bên trong có điện quang lập lòe mưa như trút nước từ trong đám mây phun ra mặt vấn trong nội tâm khẽ động đang tính cho đại hôi hạ độ cao để tránh né lôi điện nhưng đại hôi giống như uống nhầm thuốc kích thích hoặc là thấy được một con lôi dực thôn kim thú xinh đẹp nào đó, nó thét dài một tiếng, bay tới phiến mây đen kia. Mặt vấn sắc mặt biến hóa, loại sấm sét từ thiên nhiên này không thể sánh với thiên kiếp, lôi điện từ thiên kiếp tuy mạnh nhưng luôn có giới hạn, còn cái này sấm sét từ thiên nhiên không hề có hạn định, chỉ có thể nói thứ sức mạnh này quá cuồng bạo không thể kiểm soát, lôi điện này lúc thì đến một cành cây cũng không thể đánh gãy, lúc thì chỉ một tia sét thôi cũng đủ để phá vỡ cả một trái núi cho dù linh kiếm sư gặp phải loại trời mưa này cũng chỉ là đáp xuống đi bộ, hoặc bay ở tầng trời thấp, nhưng đại hôi không biết uống nhầm thuốc gì, yêu thú gặp mưa dông trốn còn không kịp, nó lại kích động tiến lên, làm như nó lo lắng mạng nó quá dài hay sao ấy. Mặt vấn tính cưỡng ép đại hôi dừng lại nhưng đột nhiên thấy trên đỉnh đầu của nó mọc ra một cái sừng bạc cực lớn dài chừng ba xích, mệnh lệnh vừa ra tới miệng lập tức dừng lại, không nói một lời nhìn đại hôi phóng tới đám mây đen phía sau lưng hắn chợt nhẹ bẩn, Lam đã tự động thoát ly thân thể hắn, nàng là linh thể. Bị thiên lôi đánh trúng làm sao sống nổi, trừ phi nàng đạt tới tứ giai, mới có thể nếm thử thiên lôi luyện thể, đem linh thể chuyển hóa thuần dương. Tốc độc của đại hôi đúng là nhanh thật, một hơi liền có thể bay được vài trăm mét, chưa đầy một khắc đại hôi đã chở mặt vấn tiếng nhập vào phạm vi của mưa dông nhưng làm cho mạc vấn cảm thấy nhẹ người đi đó là đại hôi cũng không có thật sự nhảy vào tầng mây đen mà chỉ là bay ở bên dưới tầng mây thôi một tầng bạch quang từ trong thể nội đại hôi phóng ra ngăn cách hoàn toàn nước mưa bên ngoài tiếp theo đại hôi quạt nhẹ hai cánh phóng xuất ra một luồng chấn động kỳ lạ đón lấy một đạo điện xà nhỏ sáng ngời phóng xuất ra từ đám mây ầm ầm rơi vào trên hai cánh của đại hôi âm thanh va chạm vang lên đinh tai nhức ốc Điện xà đang xen vào nhau tạo thành vô số những tia điện xà nhỏ phóng xuất từ trên cao xuống, bị hai cánh chim hoàn toàn hấp lấy biến chúng trở thành thứ lôi điện tinh thuần nhất, sát linh tử. Cái sừng trên đỉnh đầu của đại hôi lúc này phát lực hút, một bộ phận lôi sát bị nó hấp thu, đa phần còn lại thì bị tiêu tán ra ngoài. Lôi dực thông kim thú, lôi dực thì ra là như vậy. Mặt vấn như có điều gì đó phân vân, đột nhiên vỗ sau lưng đại hôi một cái, dẫn một đạo lôi điện tới cho ta đại hôi dùng cái đầu to điểm một cái, hai cánh mảnh liệt rung lên, dẫn xuất ra hai đạo điện xà từ trong đám mây, một đạo rơi vào đại hôi còn một đạo khác thì dừng lại trên người mạc vấn. Lôi quang lập lòe, đúng là trên người mạc vấn bị điện xà bao phủ nhưng lúc này hai mắt của hắn vẫn đang nhắm lại làm như là đang hưởng thụ cảm giác thiên lôi luyện thể này. Lôi điện do đại hôi dẫn ở mức độ kiếm mạch viên mãn, với cấp độ này thì mạc vấn hoàn toàn có thể thừa nhận được, do vậy hắn mới nghĩ tới dùng thiên lôi để luyện thể cẩn thận cảm ứng sự phẫn nộ của thiên nhiên lôi linh tử cùng bạo thật xứ chứa đựng sức hủy diệt vô song nhưng tựa hồ còn có một thứ đồ vật nào đó ẩn chứa ở bên trong hai mắt mặt vấn mở lớn ra nhìn về phía đỉnh đầu của tia sấm sét đang vang dội trên tầng mây đó là nơi chứa thứ lôi điện có thể hủy diệt vạn vật nhưng sâu thẳm bên trong có một luồng sinh lực đang dần được sinh ra trong tự nhiên những cơn mưa dông vào mùa xuân đại biểu cho vạn vật sống lại nguyên lai là như vậy trong lòng mạc vấn như chợt hiểu ra cảm nhận được đạo thiên lôi vừa rồi tẩy thể làm cho mạng nguyên của mình cũng được củng cố một ít tuy rất ít nhưng vẫn đang lớn dần lên xem ra việc thu phục đại hôi là một quyết định cực kỳ chính xác mạc vấn thở dài một tiếng sau đó không ngừng để cho đại hôi dẫn thiên lôi xuống từng đạo thiên lôi bổ vào một người một thú nếu có linh kiếm sư đi ngang qua nơi đây, nhất định sẽ bị hù cho chết khiếp. Trận mưa dông này kéo dài cũng không có bao lâu, đại khái sau hai canh giờ thì mây tan mưa tạnh. Đại hôi hơn một canh giờ trước đã không còn luyện hóa lôi quang, bởi vì một sừng của nó đã chứa đầy lôi sát canh kim, nó chỉ dẫn lôi vì Mạc Vấn. Sau hai canh giờ Mạc Vấn đã hứng trọn 300 đạo thiên lôi. Kiếm thể lúc này đã đạt tới bình cảnh chỉ là so với lúc trước tinh túy hơn một chút không có biến hóa gì lớn. Nhưng mệnh nguyên lực lại đặc biệt tăng trưởng rõ ràng, sau hai canh giờ tẩy thể, Mạc vẫn cảm nhận được mệnh nguyên lực của mình tăng trưởng thêm nửa năm. Nói cách khác tuổi thọ của hắn cũng tăng thêm nửa năm. Đừng thấy nửa năm là ngắn ngủi, bởi vì mỗi sinh vật đều có tuổi thọ nhất định, ví dụ, tuổi thọ của linh kiếm sư kiếm mạch kỳ khoảng 200 năm, nếu như 200 năm nữa không đột phá cấp độ kiếm cương thì khi thọ nguyên hết cũng chính là thời điểm chết đã tới không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên trên đời cũng có linh đang dịu dược giúp tăng trưởng tuổi thọ. Thậm chí có cả những dị thuật đều vô cùng hiếm thấy, vì vậy không có linh kiếm sư nào ngại tuổi thọ của mình quá dài. Chuyện trường sinh bất tử bất diệt cùng với trời đất là một mục tiêu cuối cùng mà mỗi gã linh kiếm sư theo đuổi. Phù Thở nhẹ ra một hơi, Mạc Vấn nắm chặt tay phải lại, nước triệu, tâm kiếm môn, hãy chờ ta. Cũng tới lúc quay lại thị trấn, Mạc Vấn lấy ra một chiếc áo choàng rộng phủ lên người, che kín hoàn toàn mặt mũi và cánh tay cục lại, xong đâu đó mới khống chế đại hôi bay đi.